cho thuê phải giá khoảng 13 triệu một tháng. Thì chị mới cho thuê được. Tại vì chị lắp máy lạnh là chị cũng lắp đồ tốt chứ chị không có lắp đồ dở. Đấy mà giờ mà chị lắp thêm 3 máy lạnh thì rất là khó. Công tác ra thì đưa vô nhà mình thêm. Hiện tại đi đưa mang chứ cũng phải sửa chữa lại mà.